để đạt được cái đội của mẫu, đó là phải đặt ra cái chỉ tiêu, đó là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn. Bởi vì mọi cái công sức của chúng tôi làm là đều đổ chúng tôi đến biển hết, nếu như để xảy ra mất an toàn như đường dây. Tiêu biểu đó là nó phải hoàn thành được tất cả mọi nhiệm vụ, trong đó cái nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn là quan trọng nhất, đảm bảo vận hành an toàn cho thiết bị, đảm bảo an toàn cho con người và tham gia tốt các phong trào thi đua của công ty và đơn vị. Hàng quý cũng có chấm điểm về các cái phong trào xây dựng đẹp. Cái vấn đề vệ sinh chung thì mọi thành viên trong đội là đều có ý thức tự giác. Ai vậy thôi, đến một cái cơ quan nào nhìn cái cảnh quan nó vệ sinh khang trang với cả sạch sẽ thì bản thân mình làm việc thì nó cũng sạch sẽ mà nhìn nó thoải mái, có tinh thần nó được phấn chấn hơn. Chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều các cái nội dung về công tác quản lý kỹ thuật ở trên tuyến, đặt các cái camera kiểm tra giám sát trên tuyến, thực hiện công tác bay flycam kiểm tra cái điểm tổn thương hoặc là các cái vị trí đồi núi cao. Ngoài ra còn cũng chăm lo được các cái công việc khác như bếp ăn tập thể, rồi kho tàng thì cũng xây dựng cái đội theo đúng các cái quy định. Phấn đấu ngoài cái việc chấm điểm đội mẫu đó là cái việc thi đua thì chúng tôi duy trì làm sao cái đội mẫu nó mãi mãi là cái việc duy trì hàng năm, hàng tháng, hàng quý để cho cán bộ nhân viên lấy đó làm một cái tiêu chí phấn đấu ngoài cái công việc quản lý vận hành của mình. Các anh em vận hành cũng không được đào tạo qua cái tỉa cây đấy, thì vừa qua là cái do năng khiếu của mỗi người nên là nhìn về cái công việc của trạm thì là anh em cũng học hỏi qua trên mạng về cách tỉa và cách chăm cây như thế nào thì là mình cũng tỉa theo để nó khuôn viên trạm xanh sạch đẹp thôi. Nó cũng là một cái phần để học hỏi sáng tạo cũng như trong công việc về kỹ thuật. Tâm lý của anh em đã đi ca thì cũng coi như là trạm nơi làm việc cũng là một cái mái nhà thứ hai của anh em. Thế là khi đóng góp được cái nhỏ nhỏ vậy cũng là cái niềm vui. Tác phong công việc và các nền nếp đi ca về kỷ luật vận hành thì anh em cũng trao đổi và trau dồi kiến thức và hoàn thiện nhiều hơn trong công tác vận hành. Tham gia cái phong trào mà trạm biến áp tiêu biểu công ty truyền tải điện 1 ấy thì cái mà được nhất đấy là anh em là rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý kỹ thuật cũng như là củng cố lại cái thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn, mà cái tiêu chí an toàn là tiêu chí hàng đầu để mà để đạt được cái trạm biến áp tiêu biểu. Sau đấy thì cái môi trường làm việc của anh em cũng được củng cố xây dựng lại. Thì cái được nhất đấy là cái môi trường làm việc cũng như là hồ sơ kỹ thuật là chúng tôi là củng cố được hết toàn diện. Có cái chấm trạm kiểu mẫu đấy, đồng thời nó cũng thúc đẩy lên cái tinh thần của anh em là có một tạo ra một cái mới, ghi nhận cái công sức của anh em nên là anh em rất hồ hởi và phấn khởi. Luôn luôn phải là xác định được cái tầm quan trọng của cái giá trị cốt lõi là văn hóa tổng công ty truyền tải điện lực quốc gia. Đấy là tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm, tận tâm, tin tưởng.